Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát huy truyền thống cách mạng tinh thần đoàn kết, tình cảm đặc biệt gắn bó giữa tỉnh Nghệ An, quê hương của Bác Hồ, và tỉnh Hưng Yên, quê hương thân mẫu của Bác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh xây dựng chương trình trao đổi kinh nghiệm, ký kết hợp tác phát triển giữa hai địa phương. Trong khuôn khổ chương trình, chiều nay, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dẫn đầu đến dâng hương tại nhà lưu niệm bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Bác Hồ ở huyện Khoai Châu. Dâng hương dâng hoa nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở thành phố Hưng Yên. Cùng dự lễ dâng hương dâng hoa về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh đến dâng hương tại nhà lưu niệm bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu. Tại đây, các đại biểu thành kính bày tỏ lòng biết ơn, trân trọng tới người phụ nữ Tần Tảo Thủy Chung, tấm gương tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam về đức hy sinh, lòng nhân ái bao dung, mãi mãi các thế hệ luôn khắc sâu công ơn của người mẹ đã sinh ra cho đất nước một người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Bà Hoàng Thị Loan sinh năm 1868, mất năm 1901, là con gái của cụ Hoàng Xuân Đường ở làng Hoàng Trù, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Theo gia phả của dòng họ Hoàng ở thôn Vân Nội, đời thứ 6 là Thái Phó Hồng Quốc Công Hoàng Thế Kiều, vốn là quan võ của nhà Lê, đã phụng sự triều đình, đem quân vào dẹp loạn ở Nghệ An. Do lập được nhiều chiến công lớn nên cụ được phong chức tổng binh và được giao trấn giữ Nghệ An. Cụ cũng là người đầu tiên đặt nền móng cho việc họ Hoàng lập nghiệp ở Nghệ An. Đời nối đời đến cụ Hoàng Xuân Đường là một nhà nho nhân ái, thông thái và nổi tiếng trong vùng. Cụ thân sinh ra bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Bác Hồ. Tiếp đó, lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An và Hưng Yên đến dâng hương tưởng niệm tại nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ven Hồ Bán Nguyệt ở thành phố Hưng Yên, tưởng nhớ công lao to lớn của người. Hai địa phương quyết tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển cho tương xứng với truyền thống, tiềm năng, lợi thế, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ hai tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Tại thành phố Hưng Yên, các đại biểu cũng đến dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn với người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên cường, bất khuất, nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo, người lãnh đạo và tổ chức thành công công cuộc đổi mới của đất nước, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Chiều nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý, Ban Thường vụ hai tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm ký kết chương trình hợp tác phát triển giữa tỉnh Hưng Yên và tỉnh Nghệ An. Cùng dự về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, hai đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng của hai tỉnh thời gian qua. Hai đồng chí khẳng định hai tỉnh Hưng Yên và Nghệ An có nhiều khác biệt về địa lý, điều kiện tự nhiên, quy mô dân số nhưng cũng có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, truyền thống văn hóa và các tiềm năng hợp tác phát triển. Sau khi tập trung thảo luận một số nội dung phương hướng hợp tác giữa hai tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên và Nghệ An ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai tỉnh giai đoạn 2023-2025 với 5 nội dung hợp tác hỗ trợ. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên trao tặng tiền hỗ trợ xây dựng 45 căn nhà trị giá 2 tỷ 250 triệu đồng cho các hộ nghèo ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Những nội dung chi tiết của hội nghị và các nội dung hợp tác cụ thể giữa hai tỉnh sẽ được chúng tôi truyền tải trong chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.